Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Quý Khôi. Mình đang có mặt tại nhà văn hóa Kinh Bắc tại Bắc Ninh. Xin gửi đến quý vị và các bạn những cây hình ảnh, những cây hoa giấy độc đáo đẹp tại triển lãm. Đây là một cây hoa giấy có tên là Tổ nghề đắp vẽ rồng này. Tác phẩm Long Vân Quần Mộc đó, nghệ nhân Thịnh Rồng đó. Cây hoa giấy rất độc đáo này, đẹp quá. Xin mời quý vị cùng đón xem. Vì triển lãm rất là rộng và có nhiều tác phẩm cho nên là mình sẽ update dần đến quý vị và các bạn. Video này mình sẽ chỉ quay những cây hoa giấy, chi tiết những cây hoa giấy. Đây là một cây hoa giấy răng long, rất đẹp. Chậu được thiết kế theo hợp với cây. Xin mời quý vị và các bạn cùng xem tiếp một tác phẩm hoa giấy rất dị. Tác phẩm hoa giấy này mình xem là chủ nhân của anh Đăng Văn Nghiên ở An Lão, Hải Phòng. Tác phẩm này có một điểm chun cục lên, gỗ tàn cũng tương đối đẹp. Tác phẩm hoa giấy của nhà vườn Nhật Cường, hai thằng có cái khúc khỉu này dị. Tiếp đến mời quý vị và các bạn xem một số tác phẩm xanh bonsai rất già. Đây là một tác phẩm xanh cổ làng Việt của anh Hùng Siếc. Cây rất già. Đây là một tác phẩm xanh quê làng cổ của anh Quốc Anh, anh Cụt. Dạ. Cây này hồi tháng 7 cũng đã xuất hiện tại Festival Thanh Hoa
già lắm. Đó. Đẹp. Xin mời quý vị và các bạn cùng ngắm khu vực cây to. Cây to mình đứng sẽ đứng hơi xa xa một chút, lúc nãy mình sẽ quay ra đây, quay gần rồi. Đây mình sẽ quay toàn cảnh cây xa đây, quý vị và các bạn cùng đón xem.